còn lại là tàu cũng to không các bạn. Chú này không kẹt luôn à, ở dưới đang lên bây giờ trái cây trên xà lan hay sao đó, nước đang đổ xuôi nữa nha các bạn, còn này cũng lũ vô trong luôn rồi. Thì một chiếc đang vô nữa nha các bạn. Đó này thú càng hay cha. Ra để coi luôn, hay cha ra là nhóc rồi các bạn ơi. Kia đang đâm qua nữa, bởi cho nên là ông chị gái đang đứng ra mũi để ra coi mũi. Căng quá ở bên đây, hai chiếc đang ôm vô nè. Tại cái đoạn đường này có đoạn đường lưu thông đó các bạn, bởi cho nên rất là tàu ghe đi rất là đông. Mà thêm hôm nay là mấy ngày này là mấy ngày của tàu biển đang xuất bến nữa. Rồi chị gái mình lại đang lại vô cái lại này. Gặp cái tàu tải luôn. Chiếc nãy giờ đang chiếc nãy đang trôi xuống nằm tới dưới đây nè, đang kiếm đường đậu. Là như có một chiếc tàu biển ở trên cũng đang chạy lên thì vậy đó. Rồi chiếc này đang kiếm đường cắt ghé đâu đây, nhiều quá này, chắc tàu tải các bạn. Ghê không? Cây đầu luôn. Đắp cây đổ gì đâu mà. Hình như chiếc này hồi nãy có đổ rồi mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tới rồi, tới rồi. Hay cha. Văng nước luôn. Chú vô xi măng. Vô cái đích hồi nãy chỗ này nè các bạn, trúng một cái thẹo nè, dợp luôn ha. Đấy, cái rượu một cái chiếc kia đang chạy lên. Chiếc này nãy giờ cặp bến chưa được, đang chạy ngược cái lên lại nè các bạn. Cái chiếc này luôn quá à. Ui. Hay cha. Hay là chiếc này nó sắp sửa ra hay gì rồi. Nè, cái này quá trời trướng rồi. Sướng như trời. Rồi ghé vào bên này đó bạn ơi. Rồi chơi qua đó đó.